Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với bản tin SPTV của chúng tôi ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn bình an và tràn đầy niềm vui. Kênh SPTV xin gửi đến quý vị thông tin rúng động những ngày cuối năm 2022 trong cuộc đối đầu giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được đẩy lên cao trào và nảy lửa nhất. Vâng, kính thưa quý vị, năm 2022 là năm đầy cam go và căng thẳng khi hàng loạt vụ án xảy ra tại khu vực phía Nam. Mà theo giới phân tích cho rằng, đây là việc tiến hành chặt đứt vây cánh của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Và đây cũng là câu hỏi nhiều người dân đặt ra là vì sao lò của ông Tổng đốt mãi vẫn không hết củi. Ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng dồn dập bắt tống vào lò các vây cánh và đàn em của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho đến khi đụng đến Vạn Thịnh Phát, tức là thành trì cuối cùng của phe ông Bà Dũng. Mà dù mọi chuyện dường như tạm lắng xuống, nhưng đằng sau hậu trường cuộc chiến là âm ỉ tương tàn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người được cho là một quan chức thanh liêm nhất trong bộ máy cầm quyền của Đảng hiện nay, khi ông Trọng đã mạnh dạn khởi xướng một chiến dịch đốt lò vĩ đại từ năm 2013 cho đến nay cùng gần 10 năm. Theo như tuyên truyền, thì chiến dịch đốt lò được cho là nhằm trong sạch hóa bộ máy lãnh đạo của Đảng và củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, vốn đã bị phai nhạt và bào mòn rất nhiều. Tuy nhiên thực tế thì đây là cuộc đấu đá thanh trừng nội bộ nhằm chiếm được thế thượng tôn trong việc cai trị Đảng Cộng sản Việt Nam. Như quý vị thấy, ông Tổng dù tuổi cao sức yếu nhưng vẫn rất kiên trì đốt lò. Nếu nói điêu một chút thì ông còn không biết cái lò nó nằm ở đâu. Vậy đốt lò gì? Đi không vững, đầu óc thì không còn minh mẫn, đi đâu cũng cần người dắt dìu. Thế nhưng trong 9 năm qua, ông Tổng Bí thư đã ném vào lò không biết bao nhiêu quan chức là đồng chí, là học trò, là đàn em của chính mình, thậm chí cả những cây củi gọc to bự như là Đinh La Thăng, Đương Kim, viên bộ chính trị tại thời điểm bị bắt. Ông đã kiên cường không để ai thoát đến mức những kẻ cao chạy xa bay như là Trịnh Xuân Thanh, Hồ Thị Kim Thoa, mới đây là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, dù đã trốn ra nước ngoài cũng có thể bị đưa về bằng bất cứ biện pháp nào. Bất chấp những hành động đó là vi phạm pháp luật quốc tế, vậy bây giờ câu đánh người chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại, hoàn toàn là nói láo. Giả sử như ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng thế này cộng thêm bệnh tật, tuy nhiên dường như chiến dịch của cụ vẫn cứ tiếp tục, mà dù không hiểu quả gì, dù ông đã khởi động cái lò của ông từ năm 2013, nhưng đến nay vẫn liên tục xảy ra những vụ đại án tham nhũng mới và ngày càng trầm trọng hơn. Đến nỗi giờ đây, không chỉ một vài con sâu bị bắt, mà cả đàn sâu nháo nhào bị bắt và nhốt vào lò đến nay vẫn chưa hết và nhiều hơn đánh giá về chiến dịch đốt lò của ông Tổng Bí thư. Thì giới phân tích cho rằng, nhà nước pháp quyền sẽ xử lý tham nhũng mà không cần quan tâm đến các phe phái chính trị. Còn chiến dịch đốt lò của Đảng Cộng sản Việt Nam rõ ràng là một chiến dịch mang tính chất chính trị thuần túy, chứ không phải là một chiến dịch trấn áp tội phạm. Đó là hai vấn đề rất khác nhau. Thật vậy, trong thể chế dân chủ với sự cai trị của nhà nước pháp quyền, việc trấn áp tội phạm tham nhũng là công việc của những tư pháp cùng với những vị thẩm phán không đảng phái. Khi mà quan chức tham nhũng, họ sẽ bị điều tra và đảng của họ không can thiệp vào quá trình này. Những vị lãnh đạo đảng không cần phải khởi xướng chiến dịch chống tham nhũng mà họ chỉ tập trung vào việc cạnh tranh chính trị trong các kỳ bầu cử. Trong thể chế dân chủ quyền lực, nhà nước không tập trung vào một đảng một tổ chức, cắt những quyền lực được phân chia rõ ràng và có cơ chế kiểm soát lẫn nhau, không vào đảng nào có đủ quyền lực tuyệt đối để dễ dàng tham nhũng như ở chế độ độc tài. Các đảng chính trị luôn kiểm soát lẫn nhau, đảng cầm quyền đưa chính sách và đảng đối lập kiểm soát quá trình thực hiện chính sách cũng như là sự vận hành bộ máy nhà nước. Ngoài ra, tam quyền phân lập tư pháp, hành pháp, lập pháp để hoàn toàn độc lập với nhau. Luật pháp không chịu sự áp đặt của bất kỳ ai dưới thể chế độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam thì lại hoàn toàn ngược lại, điều do Đảng Cộng sản Việt Nam nắm giữ và khống chế. Dù là nhánh quyền lực nào thì cũng phải nhận chỉ thị, chỉ đạo của Đảng Cộng sản. Các vị trí lãnh đạo cấp cao đều do Bộ Chính trị phê chuẩn, việc bố trí chỉ là hình thức mà thôi. Điều nguy hại hơn là cả hệ thống tư pháp không chỉ lệ thuộc vào Đảng mà còn lệ thuộc luôn cả ngành hành pháp và lập pháp cũng phải theo Đảng. Bởi các vị chánh án thẩm phán cấp trực thuộc bộ máy hành pháp theo từng cấp và được bổ nhiệm cũng như có thể bị phê truất bởi cấp hành pháp. Tương ứng như vậy, làm sao các chuyện các vị chánh án thẩm phán có thể quan tâm khi làm việc và xét xử cho được, họ chỉ như những con rối để thực hiện theo ý chỉ đạo của Đảng,
của lãnh đạo cấp trên của họ, từ đó dễ hiểu là chiến dịch đốt lò của ông Tổng chỉ là một chiêu bài nhằm che đậy quá trình đấu đá giữa các phe phái bên trong nội bộ của Đảng Cộng sản. Nếu thực sự chống tham nhũng, e rằng toàn bộ bộ máy không ai thoát tội. Thưa quý vị, như quý vị khán thính giả cũng biết, từ hơn 10 năm qua, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn ở thế thượng phong, thế nên trong tay của Nguyễn Phú Trọng đang có rất nhiều công cụ để đưa các thanh củi là các quan chức từ trung ương đến địa phương. Đó là Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống tham nhũng và Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng, trong đó Ban Nội chính của Trung ương và Bộ Công an nắm giữ quyền lực lớn nhất. Thế nhưng khi đã bị đẩy vào Bộ Công an xử lý thì xem như các quan chức này chắc chắn sẽ phải ngồi tù, và việc chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương hiện nay chính là ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị. Có thể nói theo Nguyễn Phú Trọng, lệnh trong Trần Cẩm Tú tới đâu thì quan chức tới đó. Hầu hết các ủy viên Trung ương Đảng nếu đã bị kỷ luật thì đều bị cho ngồi tù và đều bị ông Trần Cẩm Tú cho kiểm tra và kết luận tội danh. Có người thì phía Ủy ban Kiểm tra Trung ương là đơn vị chuyên đi nhặt củi về cho Nguyễn Phú Trọng đốt lò. Thưa quý vị, trong một thông tin liên quan, trước vụ án Vạn Thịnh Phát khiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải triệu tập cấp 3 bộ, gồm Bộ Chính trị, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, họp khẩn cấp do có tình tiết mới hết sức quan trọng. Tất cả những nghi vấn liên quan đến vụ bắt giữ bà chủ tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bà Trùm Trướng My Lan vẫn đang là một đề tài gây rất nhiều hoài nghi trong dư luận và lý do khiến người dân tỏ ra nghi ngờ. Đó là việc bắt nghi can đã bị tráo đổi bởi đem ra so sánh hai bức ảnh một bên bà Lan chụp tại Vạn Thịnh Phát trông rạng rỡ, xinh đẹp và quý phái và mập mạp hơn khá nhiều. Mặc dù biết khi bà còn ở đỉnh cao sự nghiệp, thế nhưng một bên là bức ảnh tiều tụy u ám và khắc khổ và gầy đi trông thấy cả chục kg. Điều đặc biệt là các bức ảnh đều do chính cơ quan công an chụp lại và công bố. Ở trên mạng thì người ta đều có chung một cảm giác, đây là hai người hoàn toàn khác nhau và giữa họ hầu như không có bất cứ một điểm chung nào trên hai khuôn mặt. Và qua những gì đã được công bố, thật khó để cơ quan công an có thể thuyết phục dư luận được rằng hai bức ảnh này là cùng một người. Và có một điều khó hiểu, đó là trước sự nghi vấn của dư luận thì cho tới thời điểm hiện tại, cả cơ quan công an Việt Nam cũng như hệ thống tuyên truyền của nhà nước đều không đưa ra bất cứ một thông tin nào để giải đáp, và cũng chính vì thái độ im lặng này mà người dân đã đưa ra rất nhiều những lời đồn đoán khác nhau, nhất là theo sau ba cái chết đầy bí ẩn của những mắt xích quan trọng nhất trong vụ án, mà theo như một số tiết lộ, cả ba nạn nhân này đều là những người thân cận và biết rõ về thân thế của bà Trùm Trướng My Lan. Dưới lúc mà vụ án vẫn đang bị bao phủ bởi một làn khói bí ẩn với những thông tin thật giả lẫn lộn và những tình tiết rùng rợn y như một bộ phim hành động, thì dư luận lại tỏ ra đặc biệt chú ý đến một phát ngôn gần đây của ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Cụ thể là trong buổi tiếp xúc cử tri vào sáng ngày 15 tháng 10, ông Trọng khi đang nói về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tại Hội nghị Trung ương 6 thì ông đã bất ngờ quay sang ám chỉ đến vụ án Vạn Thịnh Phát. Khi nói rằng xin trích cuộc chiến đấu phòng chống tham nhũng tiêu cực vẫn còn đang tiếp diễn. Các bác cứ chờ mà xem, những vụ trọng tâm, trọng điểm đang làm những vụ từ cách đây nhiều năm rất ghê gớm, chi phối ảnh hưởng tiêu cực đến chế độ uy tín của Đảng, đều sẽ được đưa ra ánh sáng, ai bao che, ai bỏ trốn, rồi cũng sẽ bị xử lý. Trích qua câu phát biểu ai bao che, ai bỏ trốn, rồi cũng sẽ bị xử lý của ông Trọng như trên, người ta bỗng liên tưởng đến một sự kiện đã từng gây chấn động dư luận thế giới hồi năm 2017. Đó là sau khi đích thân ông Tổng Bí thư mạnh miệng tuyên bố rằng phải bắt bằng được Trịnh Xuân Thanh, không trốn được đâu. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh đã bị Bộ trưởng Công an Tô Lâm cử mật vụ sang tận Đức để bắt cóc, đưa về Việt Nam chịu tội. Còn trong lần này, người ta thấy rõ ràng là bối cảnh phát biểu của ông Trọng đang ám chỉ đích danh đến vụ Vạn Thịnh Phát. Và bà Trương My Lan mà có thể trong một phút lỡ lời, ông Tổng Bí thư đã vô tình để lộ thông tin rằng có hiện tượng bao che và bỏ trốn trong vụ đề án Vạn Thịnh Phát. Về câu của ông Trọng, đó là những thế lực đứng ra bao che trong vụ án Vạn Thịnh Phát thì người ta có thể dễ dàng trả lời. Đó là ngoài cựu Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải mà ai cũng đã biết rõ thì mọi mũi dùi hiện nay đang đổ dồn về đương kim Thủ tướng Phạm Minh Chính và thậm chí là Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Nhưng điều mà dư luận quan tâm nhất lúc này đó là nhân vật đã bỏ trốn mà ông Tổng Bí thư vô tình tiết lộ là người nào, phải chăng nhân vật đó không ai khác, chính là bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, người được coi là kẻ chủ mưu của toàn bộ vụ án. Nhưng ai từng quan tâm đến chuyện thời sự
chính trị trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam lâu nay đều đã thấy rằng chuyện các quan chức đại gia bỏ trốn khi bị điều tra tham nhũng đã không còn là một điều quá mới mẻ kể từ khi chiến dịch đốt lò của ông Trọng được tung ra, mỗi khi mà cuộc chiến tranh giành quyền lực trong giới thượng tầng lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đang ở giai đoạn khốc liệt thế giới tại Việt Nam. Và bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.